Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về cái lộ trình để chúng ta lựa chọn sĩ quan và các kỹ năng mà anh em có thể lựa chọn để học cho các đơn vị bộ binh. Ok. Rồi thì trước khi mà bắt đầu thì mình thấy cái đơn vị bộ binh đã được nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em trong thời gian gần đây, bởi vì cái cơ chế chiến đấu của nó cũng đã được thay đổi khác biệt, và đặc biệt là những cái sự thay đổi lớn đến từ dàn sĩ quan và các cây công nghệ. Cho nên là nhiều người có niềm đam mê về bộ binh cũng đã có rất nhiều các cái lối chơi cũng như là bài đăng hỏi trên group Facebook hoặc là các group khác. Thì tiện trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cũng như là chia sẻ với anh em về một vài điều và cảm nhận của mình về cái đơn vị bộ binh, thì liệu rằng nó có đáng chơi không và nó chơi như thế nào. Ok. Rồi thì ở trên màn hình máy của anh em đang nhìn thấy là mình đang có một cái đơn vị bộ binh nó 6.0 thôi, bởi vì cái account của mình thì nó chỉ có đang có 10 triệu lực chiến, và bộ binh thì mình đang làm đơn vị gọi là gần như chủ lực. Ok, thế thì đối với các đơn vị bộ binh này thì có nên chơi không, thì cái này là mình vẫn khuyến cáo anh em là chơi theo đam mê. Nếu như anh em thực sự đam mê thì chúng ta hãy chơi đơn vị bộ binh, còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ đầu tư cho nó để có thể giúp anh em đi các cái màn chơi chiến dịch thôi. Còn nếu như anh em đã xác định nó là một đơn vị chủ lực ở trên chiến trường thay vì các đơn vị xe tăng và pháo binh, thì chúng ta cần phải đầu tư cho nó rất nhiều về đồ đạc và điểm kinh nghiệm, cũng như là về level hoặc là thậm chí là cả về phần nghiên cứu nhé. Rồi thế thì về phần sĩ quan thì chúng ta sẽ có những sĩ quan nào, bởi vì gần đây có rất nhiều các sĩ quan mới ra và gây bối rối cho rất nhiều anh em, thì hãy xem phần sau của video clip nhé. Ok, rồi khởi đầu thì chúng ta sẽ có một vài cái sĩ quan khởi đầu mà có thể hỗ trợ rất tốt cho anh em trong cái giai đoạn đầu của trò chơi, đấy chính là cô nàng Percy. Percy là một trong số những sĩ quan mà có khả năng sở hữu cực kỳ dễ dàng, đấy là chúng ta chỉ cần nâng cấp một đơn vị sĩ quan lên level 60 là chúng ta đã có cô nàng Percy full kỹ năng rồi. Đó, toàn bộ là kỹ năng 5 hết như thế này. Và tất cả các kỹ năng này của cô nó đều phù hợp cho tất cả các đơn vị, kể cả pháo binh, kể cả xe tăng, và dĩ nhiên là bộ binh cũng có được hiệu ứng. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì cô có thể tăng sát thương khi phòng thủ đồn trú là dành cho pháo binh cực kỳ tiện lợi này. Tăng độ bền cho tất cả các đơn vị lính mà cô nàng này được triển khai lên 20%, cứng cáp hơn rất nhiều. Và thậm chí kháng sát thương nổ, một cái phần kháng mà bộ binh cũng cần rất nhiều. Đặc biệt cô có khả năng là khích lệ các đơn vị đồng quân, đồng minh ở trong hai ô lưới bản đồ tăng phần hỏa lực đến 8% nữa. Rất là tuyệt vời, đúng không? Đó. Thì Percy là một trong số những sĩ quan rất dễ để chúng ta có thể sở hữu được. Thì bạn có thể max sớm cái cô nàng này lên level cao nhất là chúng ta sẽ có được các cái bộ kỹ năng này rồi. Rồi, hai sĩ quan thứ hai tiếp theo là dành cho bộ binh, đó chính là Bạch Lang. Bạch Lang thì sẽ thiên về sĩ quan tấn công, dạng tấn công là chính, cho nên là toàn bộ những kỹ năng của cô sẽ phù hợp với kỹ năng tấn công rất là nhiều. Đó, ví dụ như là tăng sát thương lên đến 15% và tăng hỏa lực lên đến 30% khi mà triển khai cho đơn vị bộ binh, và trong trạng thái low cost thì có thêm kháng thêm 15%. Cái này cực kỳ hay, bởi vì là bộ binh của chúng ta sẽ đứng ở trên chiến trường và tự động nó đang là trạng thái low cost, thì cái 15% kháng này cực kỳ tốt cho các đơn vị bộ binh. Ngoài ra thì cái quả lựu đạn của cô khi ném ra thì nó sẽ có nhiều sát thương hơn, và cái phần sát thương này nó cũng sẽ được nhiều hơn, bởi vì cái hệ số sát thương tăng thêm nó là lên đến 25%. Ok, rất là tuyệt vời nhá. Thì Bạch Lang là một trong số những sĩ quan mà bạn có thể lựa chọn ở giai đoạn trước 182 ngày để cho cái đơn vị bộ binh chúng ta có thể có thêm phần sát thương cho các đơn vị xe tăng hoặc là pháo binh của kẻ thù. Và Thiên Sứ Ánh Sáng thì không thể bỏ qua được, bởi vì cô nàng này là một cô nàng cực kỳ phù hợp dành cho các đơn vị bộ binh. Thế thì trong giai đoạn 182 ngày thì khả năng là chúng ta không thể nào mà đầu tư được vào hai hoặc ba sĩ quan full kỹ năng cùng một lúc được, cho nên là bạn sẽ chỉ có thể lựa chọn là Bạch Lang là full về tấn công, còn Thiên Sứ Ánh Sáng là full là chuyên về phòng thủ. Thì cái bộ kỹ năng này của cô là sẽ liên quan đến búp máu cho các đơn vị bộ binh rất là nhiều, tăng kháng này, tăng độ bền của đơn vị bộ binh này, và tăng kháng sát thương nổ dành cho các đơn vị bộ binh này. Cả ba kỹ năng này của cô là chuyên về phòng thủ cả, và kỹ năng chiến thuật thì là hồi máu cho các đơn vị bộ binh. Đó, nó chuyên về phòng thủ
còn Bạch Lang thì chuyên về tấn công. Thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai và kết hợp với cô nàng Percy. Đây là giai đoạn dành cho giai đoạn đầu của trò chơi nhá. Bắt đầu từ giai đoạn 182 ngày trở đi thì chúng ta bắt đầu unlock được một cái ô kỹ năng để chúng ta có thể học. Do đó để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn 182 ngày thì có lẽ là lời khuyên tốt cho anh em là chúng ta nên đầu tư và tích lũy tượng vàng cho cái giai đoạn 182 ngày. Đặc biệt là đến giai đoạn 90 ngày trở đi là chúng ta phải tích lũy tượng vàng rồi. Bởi vì đến 182 ngày là chúng ta sẽ có thêm các kỹ năng sĩ quan mà chúng ta có thể học được. Đấy, có thể thức tỉnh. Đấy chính là Hoàng Kim Thần Ưng. Hoàng Kim Thần Ưng là một trong số những sĩ quan mới xuất hiện ở bản 7.1, 7.0 vừa qua. Và anh chàng này là cực kỳ phù hợp với tất cả các đơn vị nhé. Với tất cả các đơn vị, kể cả xe tăng, kể cả pháo binh lẫn đơn vị bộ binh. Bởi vì cái kỹ năng này nó cực kỳ đáng giá, là gây sát thương lên đơn vị xe tăng và bộ binh và trực thăng là 20%. Cộng với cái đặc trưng của các đơn vị bộ binh có thể counter lại các đơn vị xe tăng cực kỳ lớn. Đó, và cái kỹ năng này là khả năng là gây ra tỷ lệ chí mạng 10% chí mạng, đia thêm 150% đam, gây sát thương nhiều hơn. Và cái này là tăng kháng cho các đơn vị bộ binh, một cái song số những cái hiệu ứng có lợi, rất là có lợi dành cho các đơn vị bộ binh. Ngoài ra thì cái kỹ năng gọi là chiến thuật của anh ta thì là dựa trên độ bền, dựa trên độ dày của giáp của các đơn vị mục tiêu. Giáp các đơn vị mục tiêu càng dày thì anh ta bắn càng thấm. Điều này là bộ binh nó cực kỳ hay nhá, cực kỳ tuyệt vời đó. Và cái phần sát thương bình thường có thể được tăng thêm 20% sát thương. Có nghĩa rằng là anh chàng này là một anh chàng 182 ngày, nhưng mình rất là ưng bởi vì đúng cái tên của anh ta là Hoàng Kim Thần Ưng, và nó rất phù hợp với các đơn vị bộ binh nhá. Ngoài ra thì một giai đoạn 182 ngày chúng ta còn có pháo đài thép. Pháo đài thép này là một sĩ quan cũng chuyên về tấn công giống như Bạch Lang, nó có thể là một bản nâng cấp của Bạch Lang. Đó, thì anh em cũng có thể lựa chọn Hoàng Kim Thần Ưng hoặc là pháo đài thép, nhưng mình nghiêng về cái Hoàng Kim Thần Ưng hơn, bởi vì là anh chàng này là anh chàng linh hoạt, còn pháo đài thép thì lại là anh chàng dành riêng cho bộ binh. Cho nên là mình sợ rằng là đến giai đoạn 182 ngày thì anh em đã mất đi cái niềm đam mê về chơi bộ binh, thì chúng ta có thể đổi bài sang đơn vị xe tăng hoặc là các đơn vị khác cũng được. Thì lúc đó là Hoàng Kim Thần Ưng là một trong số những lựa chọn rất là tuyệt vời, được chưa? Còn nếu như chúng ta vẫn còn niềm đam mê về bộ binh thì chúng ta có thể nghiên cứu đến anh chàng này. Anh chàng cũng là 182 ngày, và bộ kỹ năng của anh ta thì cực kỳ tốt. Đấy là gì? Cho 25% sát thương khi tấn công công trình phòng thủ đó, và tăng độ bền lên 35%. Và đây nữa, tăng hỏa lực, và khi ở trạng thái low cost thì hỏa lực lại còn tăng thêm nữa, cực kỳ tuyệt vời và chuyên về bộ binh mà lại. Đó, và mỗi lần phát nổ cái kỹ năng thức tỉnh, kỹ năng chiến thuật của anh ta thì nó sẽ có cung cấp thêm một cái quả bộc phá, và cái quả bộc phá đấy nó sẽ gây ra đam sát thương lan cho các đơn vị xung quanh cái quả bộc phá này. Lan sang một ô nữa thì cái phần sát thương nó sẽ gây ra được nhiều hơn nhá. Đó, và cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta cũng rất lớn, là 1300, nó có thể nó lớn hơn được Bạch Lang đấy, à ngang nhau thôi, bởi vì Bạch Lang có thần phần thêm thêm cái này khi mà triển khai trên đơn vị bộ binh, cái này cũng thế, nó cũng lên được 1300. Ok, đó, đấy là hai cái sĩ quan mà ở giai đoạn 182 ngày mà bạn có thể thức tỉnh toàn bộ anh ta. Thì nếu như có điều kiện thì bạn có thể chơi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải học tập các kỹ năng, một trong số các kỹ năng để chúng ta có thể lựa chọn nâng cấp max skill. Còn chứ chúng ta mình đừng học dàn cải, gọi là đừng học dàn trải. Bởi vì là mình là free to play cho nên là không có nhiều tượng vàng đâu để có thể học được đâu. Rồi ok, thế thì những kỹ năng mà chúng ta có thể học để đưa cho các sĩ quan khác học tập thì mình có thể cân nhắc được những cái kỹ năng này. Đầu tiên là Antonia Shevchenko, đấy là cái kỹ năng về Charisma này, nó tăng cái sát thương kỹ năng của sĩ quan lên đến 25%, và mình hình dung là cái kỹ năng này có thể triển khai được cho tất cả các đơn vị, okay. Pháo binh, xe tăng, bộ binh đều được. Cho nên là nếu như chúng ta chuyên về đường tấn công thì cái kỹ năng này là kỹ năng mà không nên bỏ qua để học, được chưa? Cái thứ hai là Thần Công Sấm Sét, có một cái kỹ năng khi mà tấn công công trình phòng thủ, đây chính là cái mà cực kỳ đáng giá nếu như chúng ta xác định chơi theo đường tấn công và làm tăng cơ khi mà tấn công các công trình phòng thủ, thì cái này cũng cực kỳ hay. Đấy, pháo
kỹ năng của pháo, nhưng mà ở đây nó lại học được cho tất cả các đơn vị khác nhé, anh em lưu ý. Rồi, và còn có thêm những cái phần còn có thêm sĩ quan đây, anh chàng xe tăng này cũng thế, cũng có 25% sát thương cho các công trình phòng thủ. Ok, thì mình đều có thể mình lấy được những cái kỹ năng này. Mình chỉ cần 180 tượng vàng để nâng max skill thôi, sau đó là mình cho mấy cái đơn vị sĩ quan mới mình học vào cái ô đó. Đấy, còn nếu không thì bạn sẽ phải chơi chuyên về đường gọi là phòng thủ. Phòng thủ thì mình có thể lựa chọn cái anh chàng mũi giáo thần này, nó anh cha có cần kháng sát thương nổ này hoặc là kháng sát thương này. Đấy, một trong hai cái kỹ năng này liên quan đến phòng thủ đều được. Và thậm chí là nếu như chúng ta có đầu tư một chút tiền vào trong trò chơi để chúng ta mua được tượng vàng của anh này, thì mình có thể nâng tối đa hóa và thức tỉnh anh chàng này lên, thì triển khai cho đơn vị bộ binh cũng rất là hợp nhá. Bởi vì anh ta là một anh chàng linh hoạt mà mình vẫn có thể triển khai được, nó cực kỳ hợp lý. Đấy, thì đấy là giai đoạn 182 ngày nhá. Còn giai đoạn 300 ngày, thì chúng ta sẽ phải hướng đến cái cô nàng này. Cô nàng này có một cái kỹ năng, đấy là kỹ năng giảm sát thương sĩ quan của đối phương đi khi mà gây ra trên đơn vị của mình. Đấy chính là giảm đi được đến 30% sát thương, cực kỳ tuyệt vời. Đó, và bộ binh là luôn luôn là những đơn vị mà phải đứng đầu sóng ngọn gió, phải đứng ở trận tiền tuyến của trận đánh, thì cái kỹ năng này là kỹ năng rất đáng giá. Mà giai đoạn 300 ngày thì pháo binh của đối phương cũng rất khỏe, và Antonia Shevchenko cũng rất khỏe, cho nên là cái kỹ năng này nó sẽ giảm bớt cái phần sát thương của các đơn vị sĩ quan pháo binh đi, thì cực kỳ tuyệt vời nhé. Đó, còn lại thì nó là chuyên về xe tăng. Thì cái cô nàng này, cô là một cô nàng của 300 ngày, thì mình cực kỳ khuyên anh em lên học cái kỹ năng này đấy, để cho các cái sĩ quan của bộ binh học tập. Rồi, cái thứ hai là anh chàng này thì có lẽ là bạn cần phải đầu tư từ từ, bắt đầu từ 300 ngày trở đi bạn phải có thiên hướng là mở cái xu quầy rượu. Thì bạn mở thì bạn có thể chọn cái này đấy. Bạn chọn kỹ năng này là kỹ năng đặc biệt để chúng ta có thể hồi máu, bộ binh cần phải hồi máu rất nhiều đó, thì chúng ta mới sống sót ở lâu ở trên chiến trường được. Thì anh chàng này là một anh chàng có kỹ năng rất hay, đấy là hồi máu, và hồi máu này học được cho tất cả các đơn vị nhá. Thì là 250 thôi, nó cũng rất bé thôi, nhưng mà nó giống như cái thiên sứ ánh sáng ấy, nó cũng được cung cấp rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì còn có cả những cái cô làng này cũng có thể học được là tăng kháng lên 20% đó, rồi tăng tỷ lệ chí mạng. Cái chí mạng này nếu như chúng ta lựa chọn hoàng kim thần ưng để là sĩ quan chính cho đơn vị bộ binh, thì chúng ta có thể học tập cái kỹ năng đặc biệt liên quan chí mạng này, nó giúp cho cái tỷ lệ chí mạng lên đến 25%, đâu đó nó cực kỳ lớn đó. Đấy là nếu như bạn chơi hoàng kim thần ưng, hoặc là nếu như bạn chơi nữ thần công lý, thì có thể học được một trong hai cái loại kỹ năng này, nó bổ sung cho nhau cộng dồn vào thành 25%, cực kỳ lớn. À, ngoài ra thì ở giai đoạn này thì mình cũng không còn có anh chàng nào có thể là recommend đến bạn cả. Ngoài ra còn có còn mình quên mất, còn có anh chàng này nữa, thần kiếm quốc gia. Cái kỹ năng của thần kiếm quốc gia này thì nếu như trong giai đoạn từ 182 ngày đến từ 100 ngày đi, từ bắt đầu trò chơi game là bạn đã có cơ hội sở hữu anh chàng này rồi, thì mình nên tập trung dồn toàn bộ những cái xu đồ uống vào cái kỹ năng này thôi, để nó tăng kháng thôi. Đấy, tăng kháng thôi, để học mỗi cái tăng kháng thôi. Còn những kỹ năng khác thì loại này dành chuyên cho pháo mất rồi. Đấy, thì có mỗi cái này để học thôi. Còn đâu là đủ kích hoạt đủ đến level 5 là chúng ta dừng lại, chúng ta chọn cái sĩ quan khác ở trong quầy rượu, ví dụ như sĩ quan không quân, hoặc là đợi thêm. Ok, đó, hoặc là mà chúng ta mở xu thường thôi, mở xu thường để chúng ta lấy ra các cái tướng bình thường của mình nhé. Đó, thì đây trên đây là toàn bộ những cái hướng dẫn, hướng xây dựng sĩ quan dành cho người mới và dành cho những anh em đam mê về bộ binh. Và mình phải thực sự khuyên anh em là cần phải đam mê thì chúng ta mới chơi được cái loại đơn vị này nhé. Đấy, và đã chơi đã theo là phải theo đến cùng. Là bởi vì sao? Chúng ta hình dung là bản 7.0 vừa rồi nó cung cấp thêm cho chúng ta một cái nhánh công nghệ, là nhánh công nghệ chiến tranh hiện đại. Thì nhánh công nghệ chiến tranh hiện đại này nó xuất hiện ở ngày thứ 300. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đã nghiên cứu đủ hoàn thiện cái nhánh tấn công nâng cao của bộ binh rồi, thì mình đoán chắc rằng là anh em cũng đến ngày thứ 300 rồi, nếu chúng ta phun hết tất cả nha. Đấy, của nhánh bộ binh này là đã đến ngày thứ 300 rồi. Và đến ngày thứ 300 thì anh em lại phải all in vào cái nhánh bộ binh của cái cây chiến tranh nâng cao này. Đó, thì all in vào đây thì chúng ta mới có bộ binh khỏe được. Đấy, cho nên là chúng ta không thể giống như các máy chủ cũ
người ta nghiên cứu đầy đủ hết rồi và người ta cứ thế người ta nghiên cứu sang các nhánh khác đâu, người ta đổi bài rất dễ. Còn mình chơi ở các server mới, mình đã xác định chơi cái đơn vị nào thì mình phải theo đơn vị đó đến hết 300 ngày, thậm chí đến 500 ngày chơi game anh em ạ, nhé. Và đừng có lửa vời, nếu như chúng ta đã xác định chơi lửa vời thì tốt nhất, lời khuyên tốt nhất dành cho anh em là chơi đơn vị xe tăng, và chúng ta sẽ dễ chơi hơn, đa dụng hơn, đánh được nhiều chiến trường hơn và đủ mọi thể loại hơn nhé. Ok, rồi clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các lối build xây dựng sĩ quan khác dành cho các đơn vị khác ở trong trò chơi Warpath. Đó, goodbye, see you again.